smooth. It's good. Okay. And tangkura my question, what childhood? My answer, no childhood. Có củ đá hả? Càng củ đá. Đá trời. Ủa, càng củ đá thì ngon lắm á. Số 1 á. À, mình ăn với rau chứ mà ăn mà không á. Có biết bao giờ không? Ngon lắm á. Này á. Một ly orange juice, nước cam ha. Này hôm nay á, đứa bạn nó dẫn đi ăn free. Đó, ăn tua, tua này là tua Canada. Hôm nay nữa. Này, này mấy người ăn mấy người nhìn chọc thèm để biết ở Mỹ thì đồ ăn đó đầy hết chỉ không có sức ăn thôi. Ngon cái em sắp bệnh có nhiều cái sắp bệnh đứa quay không sao đâu kệ cho thấy luôn củ đá quá ngon luôn. Đã chưa? Bị cùng lên ăn lẹ quá. Cảm ơn cái sốt. Ủa nó không có cái nước nước ớt của mình ha. Nào. Did you just dip the crab in ketchup? Not ketchup, sauce. Ketchup. Sáng giờ cũng ăn, giờ cũng ăn á. Mày nhìn đồ sáng vậy đó hả? Tôi làm cái gì đó. Mày làm gì? Mấy cái đồ mà có sushi, có salmon, mấy cái đá mà nó giả mà nó ép vô tường á. Oh. Hồi xưa tôi mua mấy cái sparkle rồi đó, cái đồ quỷ đó mình ăn bây giờ nó bở. Tôi mua mà tôi mua cái sparkle để giống như là cái bẻ bao á, không? Tôi tồn vô bây giờ nó dễ. Bây giờ nó lóc ra mình. Trong nhà hả? Cái đồ mà lát vô tường lắp vô tường á. Stucco á. Dạ. Cái stucco mà là mấy miếng đá vậy nè, mấy cái này cái gì vậy? Nó gọi là đá giả đó, ép vô tường này nó decorate á. Thấy biết không? Rồi cái stone á. À. Giờ nó lắp ra. Ừ. Tôi phải sửa lại. Ừ, ngon quá. Ngon. À. Tao muốn thử à. Cái này mắc tiền lắm á. Cái này cái mình ăn cua này, cái càng của đá này. Nó càng á. Nguyên con cua không ấy rồi, cái này. Mày biết à, nó bắt bụng cua rồi. Nó bẻ một cái càng thôi, rồi nó dục cái kia xuống. Cái này á, mùi thịt có thịt nó còn đắng. Nó ngọt, nó đắng, nó mặn. Nhưng mà cái đá mốt á, là có thịt nó ngọt. Cái vỏ nó thường chỉ có vỏ. Ồ, đã chưa? Cái này khá vẻ. Cái đá, chưa hả? Nó đắng. Cái bát ở ấm. Đó, xăng lùi bít xong rồi. Ủa, hâm lắm. Xăng phan bê rồi. Xăng phan rồi hả? Baseball mà Villa Beach. Đúng rồi. Vậy đó hả? Nhưng mà cái càng đó là mắc men. Bán nguyên con. Cái gì? Cái càng đó không à? Nó cứng quá nè, cứng ngắt à. Cứng hả? Cái vỏ nó cứng như điên vậy. Ừ, cứng lắm. Chắc không?
ngon. Cái này là ngon lắm. Mỗi tuần được ăn free mà mình không có đủ sức mình ăn thôi, tức là phải tập thể dục, phải làm cái gì mới ăn mới nổi, chứ không cách nào ăn nổi mà mỗi tuần mình ăn cua này á mình ăn nổi ha. Yeah, we all just quit around 90. Nhiều quá mình ăn nhiều quá chịu không nổi. Yeah, we all just quit around 90. Gì nhiều quá không đâu. Hôm qua đi ăn nữa, không được phi. Ừ, hôm qua mà đi ăn nữa, bây giờ ăn làm tí nay ăn gì nổi. That's why hôm qua mình không đi á. Hả? Qua tôi cũng đi mà thấy mẹ qua đi nữa. Ồ, anh kêu qua đi nữa, bữa nay đi lên ăn không nổi rồi thôi. Nó gọi là rút đi à. Bỏ miếng ai cơm cho nó thằng rút đi rớt. Hôm nay đi được không? Hôm qua nào đi được không? My side hurts. Đi qua đi cũng đi thôi. Đi mình tráng đi. Mình tráng đi. Quá rồi. Hết là nó là lý cho được mấy anh. Ngân xong quá đấy. Just wait, Megan. Wait, don't eat too fast. Mình xong quá rồi. Megan, hot water is better. Yeah. Yeah. Huh? Warm water is better. Lắm ai call warm water. Warm water is better. Right. Hey, Megan. Khi là con when is it happen? It just recently or? Just now. Okay. Hold on. Excuse me, hello? Hot tea, hold on. We're just gonna boil our tap water.
đi hát. Make you feel better. Don't judge me. Megan, try warm water. Careful now. Be careful. It's hot. They just bottled tap water. Yeah. Warm water is helpful. Help a lot, Megan. Oh, I magically feel better. Okay. Thôi được rồi. Bye. Bye mọi người.